Một trong những tính năng nổi trội nhất của bản Pokemon Sun and Moon là việc các Pokemon ở vùng miền khác nhau sẽ có hình dạng, thậm chí là sức mạnh hoàn toàn riêng biệt. Điều này mở ra một cánh cửa thênh thang cho sự sáng tạo, khi mà không nhất thiết phải tìm một ý tưởng hoàn toàn mới lạ cho từng Pokemon nữa, mà lại tạo thêm được tính đa dạng cho cả thế giới. Và tôi rất là vui khi thấy tính năng này được sử dụng tiếp vào Gen 8 chứ không bị mất đi, hứa hẹn sẽ còn rất nhiều sau này. Trong video này, tôi sẽ xếp hạng toàn bộ các Pokemon dạng Alola. Tất cả những gì tôi sắp nói chắc chắn là không thể tránh khỏi quan điểm cá nhân, cho nên nếu anh em đồng ý thì hãy đồng ý, mà nếu không đồng ý thì cứ thoải mái đi nhé, đừng có căng thẳng quá là được. Raticate về bản chất đã là một Pokemon tầm thường. Mặc dù dạng Alola có mang lại một vài sức mạnh mới cho nó có thể học được một vài chiêu setup như là Sword Dance và Focus Energy cùng với một vài đòn tấn công vật lý mạnh. Nhưng mà khá đáng buồn thì đây chỉ là một Pokemon đẳng cấp thấp mà người ta gặp ở đầu cuộc phiêu lưu, cho nên không có quá nhiều thứ ấn tượng ngoài những gì vừa nói. Ba đặc tính của Raticate cũng không phải là quá tốt, nhưng cũng không thể nói là vô dụng hoàn toàn, chỉ là sức mạnh của con này không thể phát huy được mà thôi. Hơn thế nữa, song hệ của nó phải nói là cực kỳ tệ. Thường và bóng tối về mặt công kích đều không thể khắc chế được nhiều hệ, mà về mặt phòng thủ thì đã không xóa được điểm yếu nào thì thôi, lại khiến cho Raticate nhận gấp 4 lần sát thương từ hệ giác đấu. Cho nên nếu anh em có thể thắng lâu dài được với con Pokemon này thì hãy nhận của tôi một câu bái phục. Theo góc nhìn cá nhân của tôi thì Golem vùng Alola có thiết kế không được thiện cảm cho lắm. Nó có một bộ ria mép kiểu rất là độc tài và một cái khỉ gì đấy trông như là súng trích điện ở trên lưng và mang song hệ đá điện. Tuy cái song hệ này khiến nó nhận gấp 4 lần sát thương từ hệ đất, cơ mà ít ra vẫn còn hơn cái dạng Golem bình thường của nó bị ăn gấp 4 từ cả cỏ và nước. Con Pokemon này rất mạnh về tấn công và thủ vật lý. Nó có hai đặc tính nổi trội, đầu tiên là Magnet Pool để hút các Pokemon hệ thép. Với mảng này thì nó không thể nào bì được con Magnezone với phòng thủ đặc biệt tốt hơn rất là nhiều, cũng như kháng được nhiều hệ hơn. Đặc tính thứ hai của nó là Galvanize, tăng 20% sức mạnh cho toàn bộ các chiêu thức hệ thường và chuyển chúng thành hệ điện. Cái đặc tính này giải quyết một vấn đề mà tất cả các Pokemon điện chuyên vật lý đều gặp, đấy là không có chiêu nào để đánh ngoài Wild Charge. Nếu trước đây chiêu Explosion của con Golem vùng Kanto đã từng khiến anh em khiếp sợ thì bây giờ nó còn kinh khủng hơn nữa. Sức mạnh của chiêu này sau khi tính toán cùng hệ sẽ lên đến 450. Nhưng hoàn toàn không bất ngờ khi con Golem này bị chặn đứng bởi bất kỳ một Pokemon hệ đất nào. Hệ thống chiêu thức của nó cũng chỉ có thể xử lý được một khắc tinh là hệ cỏ mà thôi. Cộng với cái phòng thủ đặc biệt siêu tệ khiến cho Golem bị đe dọa bởi tất cả những Pokemon hệ nước mà lẽ ra phải e dè trước một Pokemon điện là nó. Dạng Alola của Dugtrio khá là thú vị, và về thú vị thì tôi đang nói đến mấy bộ tóc giả của nó. Con Pokemon này mang song hệ là thép và đất, có tấn công vật lý và tốc độ cực kỳ cao, thậm chí nó còn nhanh hơn cả Excadrill, một con Pokemon đã rất thành công cũng mang song hệ này. Trong bão cát thì Alolan Dugtrio có thể được tăng né tránh với Sandveil hoặc là tăng sức mạnh với Sandforce, nhưng cái đặc tính thực sự làm nên tên tuổi của con Dugtrio vùng Kanto là Arena Trap để trói chân đối thủ thì nó lại không có. Thay vào đấy là cái đặc tính độc quyền tóc rối Tangle Hair để giảm tốc độ của đối thủ chạm vào nó. Nhưng hiển nhiên anh em sẽ không muốn con Pokemon này bị dính đòn dù chỉ một chút, bởi vì cũng giống như người anh em Kanto của nó, Alolan Dugtrio có một cái thể lực không thể nào tệ hơn được. Ngay cả khi hệ thép kháng được rất nhiều thứ cũng không thể đảm bảo cho con Pokemon này được toàn vẹn sau bất cứ một đòn tấn công nào. Cũng có thể nói vì điểm này cho nên mấy nhược điểm của nó cũng không thành vấn đề cho lắm. Loài Exeggutor của vùng Alola là một cây dừa đích thực cao đến gần 11m và nặng hơn 415 cân. Nó chính thức là con Pokemon hệ cỏ cao nhất và nặng nhất thế giới. Phân bố chỉ số của Exeggutor thực chất rất mạnh, nó có thể tấn công cả vật lý và đặc biệt, chỉ có tốc độ là hơi hẻo, vậy cho nên nó cần Trick Room để có thể đánh đấm được tử tế. Song hệ cỏ rồng cũng không phải là một hệ mạnh bởi vì nó có đến 6 điểm yếu, trong đấy thì cực kỳ sợ băng. Alolan Exeggutor có một chiêu thức độc quyền là Dragon Hammer, cũng chỉ là một chiêu vật lý gây sát thương đơn thuần với sức mạnh chỉ ở mức khá, cho nên cũng không có gì hơn để nói. Thế mạnh được khai thác nhiều nhất của Exeggutor là tấn công đặc biệt, nhưng hai chiêu mạnh nhất cùng hệ với nó là Drago Meteor và Leap Storm đều sẽ giảm đến 2 bậc tấn công đặc biệt khi dùng, cho nên nó cũng không thể đánh về lâu về dài được. Ở vị trí thứ 6 là Sandslash. Alolan Sandslash mang một song hệ cực kỳ nguy hiểm là băng và thép, trong khi kháng được độc và miễn nhiễm được 8 hệ nữa thì nó cực kỳ yếu trước hệ lửa và giác đấu. Và ý của tôi khi nó nguy hiểm thì tức là nguy hiểm cho nó.
Đây là một con Pokemon đòi hỏi sự khéo léo cực kỳ cao để phát huy hiệu quả tối đa. Nó có tấn công và phòng thủ vật lý khá tốt cùng với Sword Dance để gia tăng sát thương. Cả hai đặc tính của nó đều phụ thuộc vào thời tiết mưa đá, nổi trội nhất là Sludge tăng gấp đôi tốc độ. Rất là ít Pokemon có cái đặc tính này và Sandslash là nhanh nhất trong số chúng. Đặc tính còn lại là Snorlax sẽ tăng khả năng né tránh. Hai đặc tính trên đều rất hữu dụng trong chiến thuật mưa đá, nhưng đồng nghĩa với việc con Sandslash này bị hạn chế, rất phụ thuộc vào đồng đội và gần như không thể sử dụng tốt được trong một chiến thuật nào khác, trong khi hiện tại thì mưa đá cũng không phải là một chiến thuật mạnh. Cùng với hai nhược điểm quá lớn từ hai hệ cực kỳ phổ biến thì có thể nói là tương lai của Alolan Sandslash vẫn còn rất mờ mịt. Alolan Raichu được tận dụng ý tưởng từ hình ảnh Pikachu lướt sóng từ những ngày đầu của Pokemon, có thể coi đây là một điểm cộng. Đây là con Pokemon hệ điện và siêu linh, có tốc độ rất nhanh và khả năng tấn công khá là ok, và một hệ thống chiêu thức cực kỳ tốt về cả công kích lẫn hỗ trợ. Trông thì có vẻ như Pokemon này dùng năng lực siêu linh để lơ lửng, nhưng mà rất tiếc là nó không có Levitate đâu. Đặc tính độc quyền của Alolan Raichu là Surge Surfer, giúp nó tăng gấp đôi tốc độ khi lướt trên môi trường điện. Có thể combo với chiêu Rising Voltage để tạo sát thương cực kỳ nhanh và mạnh từ cái môi trường này. Alolan Raichu có thể gia tăng tấn công đặc biệt bằng Nasty Plot và gây sát thương vật lý bằng Psy Shock, nhưng chỉ số thể lực và phòng thủ vật lý của nó cực kỳ thấp, cho nên nó khó có thể setup một cách an toàn được. Một số chiêu khác như là Fake Out, Incore và Ally Switch cũng giúp cho Raichu thể hiện khá là tốt ở mảng support. Alolan Persian là con Pokemon duy nhất trong danh sách này không có một song hệ độc nhất, không có đặc tính độc quyền hay là một chiêu thức độc quyền nào. Tạo hình của nó cũng rất là buồn cười, trông nó giống như con mèo Garfield hoặc là vừa bị một đàn ong đốt cho sưng mặt. Nhưng đừng thấy vẻ bề ngoài của nó như thế mà coi thường, bởi vì chú mèo hệ bóng tối này có thể làm rất tốt vai trò một con support bởi tốc độ cực kỳ nhanh. Ngoài tốc độ ra, các chỉ số khác của Persian đều rất tầm thường. Khá may mắn là đặc tính Fur Coat gỡ gạc lại được chút ít khi giảm một nửa sát thương vật lý lên nó. Còn về mặt tấn công rất kém thì nó không thể đánh được tử tế bằng chiêu nào khác ngoài Foul Play. Cơ mà thật sự mà nói, Persian cũng không muốn dành quá nhiều slot cho những chiêu có sát thương ghê gớm, bởi vì hệ thống chiêu thức hỗ trợ của nó mới là điểm đáng sợ, bao gồm rất nhiều chiêu khó chịu như là Fake Out, Snarl, Taunt, Quash và Parting Shot. Nó cũng có thể thay thế Parting Shot bằng U-turn nếu như muốn mặc áo giáp để gia cố phòng thủ đặc biệt. Ngoài ra, Alolan Persian cũng là một sự lựa chọn tốt có thể học được chiêu Beat Up, dành cho chiến thuật gia tăng tấn công cực đại cho những đồng đội có đặc tính Justified. Dạng Alolan của Mach có song hệ là độc và bóng tối. Tuy không kháng được nhiều nhưng miễn nhiễm với siêu linh và chỉ bị khắc chế bởi hệ đất. Nó có thể lực, tấn công và phòng vệ đặc biệt đều cao. Ngoài ra đặc tính Poison Touch khiến cho những chiêu thức va chạm của nó có đến 30% khả năng làm đối phương bị nhiễm độc. Đặc tính này kết hợp rất tốt với hầu như tất cả các chiêu thức của Mach, đặc biệt là chiêu đấm lửa, đấm sét và đấm băng, mà ngoài việc giúp nó kiểm soát được nhiều hệ cũng vốn đã có khả năng gây bỏng, tê liệt hoặc là đóng băng rồi. Còn những chiêu độc vốn có của nó như là Poison Jab và Gang Shot được tăng lên thành 51% khả năng gây độc. Tuy không có chiêu thức setup nào đủ xịn sò, Alolan Mach vẫn có thể tăng tấn công và phòng thủ bằng Curse, với cái giá phải trả là mất đi tốc độ. Nhưng mà thực chất cũng không có vấn đề gì to tát bởi vì nó đã chậm lắm rồi, có chậm thêm một tí cũng không sao. Với cả, nó vẫn còn một chiêu thức ưu tiên là Shadow Sneak để đi trước đối thủ. Một chiêu nữa cũng rất là không lành mạnh, đó là Minimize, giúp cho nó chủ động gia tăng né tránh, cho nên thường thì chiêu này sẽ bị cấm trong các giải đấu. Ninetales có lẽ là xinh đẹp nhất trong các dạng Alola. Là một Pokemon hệ băng và tiên, nó minh nhiễm được với rồng và yếu thế trước lửa, đá, độc và đặc biệt là thép. Con Pokemon này là một support cực kỳ tuyệt vời với chiêu thức Aurora Veil, giảm một nửa tất cả sát thương lên team mình, với điều kiện là chỉ kích hoạt được trong mưa đá, mà rất may mắn là con Ninetales này có sở hữu đặc tính Snow Warning, tự động gọi mưa đá mỗi khi ra trận. Cho nên chắc chắn là sẽ không bao giờ thất bại trừ khi đối thủ cố tình phá thời tiết của nó trong lượt đầu tiên. Vốn chỉ một chiêu đấy thôi cũng đã đủ nói lên giá trị của Alolan Ninetales rồi. Nó cũng có thể học được rất nhiều chiêu hỗ trợ nữa, ví dụ như là dung ngủ bằng Hypnosis, khóa chiêu bằng Incore, chống debuff cho cả team bằng Safeguard, cũng như một vài chiêu kiểm soát chỉ số đối thủ như là Charm, Fake Tears và Power Swap. Điểm đáng lo ngại nhất của con Pokemon này có lẽ chỉ là cái mưa đá của nó sẽ gây sát thương nhỏ nhỏ lên đồng đội nếu như chúng không phải hệ băng mà thôi. Dạng Alola của Marowak có lẽ là sự lựa chọn tốt nhất trong số 10 con trong danh sách này nếu như muốn gây sát thương lớn, đặc biệt là trong Trick Room bởi vì tốc độ của nó rất là chậm.
Nó mang song hệ lửa và ma, miễn nhiễm được với thường và giác đấu, trong khi kháng được thêm 7 hệ nữa. Alolan Marowak cũng có thể miễn nhiễm được với điện và hút các chiêu điện khỏi đồng đội trong đấu đôi nhờ có đặc tính Lightning Rod. Còn một đặc tính khác là Rogue Head, giúp cho nó không bị chấn thương dội ngược lại từ những đòn tấn công kiểu như là Flare Blitz, chiêu vật lý hệ lửa mạnh nhất mà nó có thể học được. Ngoài ra, Marowak còn có một chiêu thức độc quyền nữa là Shadow Ball, có 20% giảm phòng vệ của đối thủ và có thể gia tăng sát thương vật lý bằng Sword Dance nữa. Khả năng công phá của Marowak vẫn chưa dừng lại ở đấy. Họ nhà này có một khúc xương trang bị mà chỉ có chúng nó mới dùng được, gọi là Thích Lắp. Với tác dụng rất mạnh là tăng gấp đôi tấn công vật lý, y hệt như đặc tính Huge Power, cho nên đây là trang bị tuyệt vời nhất mà chúng nó có thể sử dụng. Và trong khi khiến sát thương của Marowak cực kỳ đáng sợ thì hiển nhiên ai cũng biết là nó sẽ mang cái cục xương đấy bên người, cho nên cách đơn giản nhất để biến nó thành phế vật là cướp cục xương đấy đi là xong. Cơ mà để có thể ném được con Pokemon có khả năng làm điều đấy ra trước đòn Flare Blitz của nó cũng là cả một thử thách lớn đấy nhá. Và đấy là cái bảng xếp hạng của tôi về toàn bộ các Pokemon dạng Alola. Xem chừng có vẻ không có nhiều thứ ấn tượng, bởi vì dù sao chúng nó cũng không phải là quá mạnh so với những Pokemon cực kỳ thông dụng khác. Cơ mà tôi vẫn yêu quý tất cả bọn chúng, và tôi thực sự mong rằng bản Gen 4 Remake sẽ giới thiệu thêm một vài Pokemon dạng Sinnoh, bởi vì tại sao lại không cơ chứ? Ok, anh em hãy cho tôi biết ý kiến và cùng chia sẻ về những Pokemon vùng miền này nhé. Đồng thời hãy góp ý những gì mà tôi cần phải cải thiện để cho chất lượng kênh ngày một đi lên. Bây giờ thì, peace!